Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiên trên các tôi tớ Chúa đây là những kẻ Chúa đã chọn lên chức linh mục. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con mà đổ tràn ơn phúc Thánh Thần và ơn chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây, hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây là nghi thức đặt tay cho các ứng viên linh mục. Để thánh lễ không quá kéo dài, chúng con xin các cha ngồi phía sau bàn thờ đặt tay cho các tân chức, còn các cha khác xin thứ lỗi cho chúng con. Chắc không phải vì con mà Chúa đã gọi con bước tới. Chắc không phải vì con mà Chúa đã